Trời, chị vừa đi giặt đồ cho rồi cho Bi đi hái na. Trời ơi, hạt na đi ăn đúng không? Trời ơi, là sao tay bẩn như này, đi vào rửa tay cho. Nó cầm cả cái cành na vào này. Ý, trời ơi, cái na rơi rửa tay. Có cửa á. Đây, đi ra bàn đi. Chứ Bi lấy ra này phải làm gì nhớ? Anh chưa lo hả? Cầm ra đây làm gì? Nhá? Bi lấy ra vào đây làm gì? Hả? Anh ra chưa? Ừ? Lấy ra làm gì? À, cho chị à? Cho chị à? Ồ, hãy vào cho chị à, cảm ơn nhé. Đây, chị lấy ra anh. Bảy cái bất cánh đi. Lấy quả na thôi. Ôi trời, chưa nhảy hết hạt. Trời, cảm ơn Bi nhiều nhé. Đi hái vào cho chị nữa. Đây, nhảy hạt ra đây. Hái nha. Rồi đưa hạt đây. Đút cho. À, Bi hái cho chị để chị ăn nha. Trời ơi, hái nào. Mình ăn ngon đi. Để bác bỏ. Ngọt nha. Mình hẳn. Đây chị bỏ vỏ ra. Bỏ hạt đi. Cảm ơn nhé. Ngọt thế. Quá. Quá đã. Thank you.
Nhìn sao chưa? Để lên giặt đồ xíu đi, hái được quả rồi. Con sẽ đi nhớ. Đi nhà hàng ra đây. Ôi hát 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 mất rồi. Tôi hát lắm. Ừ. Không ăn nữa à? Đi vào đấy thì là cái khăn này cho. Còn hai này xíu nữa ăn tiếp. Đây. Dọn hết rồi. Không muốn nữa à? Thế thôi. Mẹ mẹ. Nào. Nhà hạt đi, chơi ngậm hạt đi. Đây nè. Quần áo bẩn, sao mình thay quần áo nhé. Ồ, ở đây thay áo đi. Thay áo đi. Áo đâu? Đứng đất. Chị, có còn bị thay áo chưa? Vào đây. Thêm quần áo mới. Quần áo này dơ rồi.